Chào các bạn, thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cái video số 2 thiết kế một trang web trong vòng 1 giờ. Thì cái phần 1 thì mình làm cũng cách đây là khá lâu rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp phần 2 và phần 3, cũng là cái phần cuối của cái bài này. Thì tiếp theo bài thứ nhất thì chúng ta đã làm xong được cái trang chủ như thế này rồi. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ làm các trang Discover và trang Join. Tức là chúng ta sẽ làm trang này, làm trang này và trang này. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm trang này nhé. Mình cùng mở Figma lên này. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái frame mới. Kích thước thì mình vẫn để 1920x1080 Full HD. Về cái tên này thì mình sẽ đặt là theo cái trên của kia nhé, Discover nhé. Discover này, đổ màu nền. Màu này thì mình sẽ chọn nền giống như là cái trang chủ thôi. Đầu tiên là tạo ra một cái chữ Discover New Music, chọn là text nhé. Màu của nó là màu trắng nhé. Màu trắng này. Cỡ chữ là 72. Tiếp theo là ba cái icon này. Mình sẽ cho cái này luôn lên một chút. Tạo ra một cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có kích thước là 137x137 nhé. Mình đổ màu cho nó này, 202027. Tiếp theo là cái chữ chạc này. Các bạn lưu ý thì tiếng Anh của mình không tốt lắm, nhiều khi mình phát âm nó không chuẩn. Cái này thì nó cũng là chữ màu trắng này. Để cho nó vào đây nhé. Cỡ chữ để 12 đi. 12 hơi nhỏ nhỉ. 24 nào. Để 28 đi. Tiếp theo là cái logo của nó.
các bạn vào cái đường dẫn tải tài liệu ấy, thì mình đã có hết cái phần mấy cái icon của cái phần này rồi. Đây, có cái icon ở đó đây. Trạng này nó là cái biểu tượng của cái micro nhé. À, khi bạn kéo vào ấy, mà cái micro nó bị chìm ở đằng sau cái khung này thì do nó sắp xếp ở trên này này. Đấy, là cái micro của mình nó đang ở bên dưới dưới của cái hình chữ nhật này. Chữ nhật là cái rectangle này. Đấy, dưới chữ nhật bây giờ mình sẽ kéo cái vector này lên trên, đứng trên đằng này thì nó sẽ nổi lên. Sau đó thì mình sẽ nhóm cái này vào thành một nhóm nhé, cho dễ quản lý. Thì các bạn chọn này, group này, rồi sau đó thì chúng ta sẽ copy bằng cách giữ phím Alt trên bàn phím, chọn vào cái này và kéo sang bên cạnh. Đấy, thì chúng ta sẽ thay cái vector này bằng cái album này. Ta sẽ kéo nó lên trên cái sao cái này nó lại chui vào group nhỉ? Mình sẽ ăn được group bây giờ nhé. Tiếp tục mình lại kéo tiếp sang bên này, copy sang. Sẽ sửa cái group 6 này. Xóa cái vector này đi. Đây, cái vector vector mo này này. Sẽ kéo vào trong group 6 nhé. Đấy, nó cùng group này. Bây giờ mình kéo vào đây này. Rồi, sẽ sửa tên cái này là thành album này. Đây là mo này. Tiếp theo là dòng chữ. Chữ này mình copy luôn cái chữ ở trang web mẫu này cho nhanh, đỡ phải gõ lại. À, chúng ta lại gõ copy này xuống này.
sửa nó đi. Paste vào đây. Cỡ chữ thì hơi to. Mình sẽ sửa xuống chữ cỡ chữ 36. Có vẻ chữ này vẫn hơi to nhỉ. Xem bản mẫu nào. Nó dài hơn cái chữ này một chút này. Chữ này có vẻ hơi to, mình sẽ để 24 này. Hợp lý đấy. Tiếp theo là bốn cái hình thể hiện cho cái album ở bên này. Thì cái này là album gốc là nước ngoài nhé. Thì để cho cái thân thiện với Việt Nam thì mình đã tải mấy cái ảnh album của các ca sĩ Việt Nam về, mình sẽ cho vào đây. Các bạn có nhận ra đây là các ca sĩ nào của Việt Nam không? Cái album này mình tải về kích thước nó hơi lớn, thì mình sẽ sửa lại nhỏ lại nhé. Kích thước sẽ là 264 nhân với 264. Đây mấy cái ảnh này mình copy vào, nó chưa chui vào cái trang Discover này của mình nhé. Mình sẽ kéo nó xuống này. Rồi. Sau đó sẽ sắp xếp nó vào đây. Các bạn lưu ý nhé, khi mà mình chọn tất cả các cái ảnh ảnh của cái album này, mình muốn đổi vị trí cho nhau thì có thể ấn vào cái tròn tròn ở giữa cái ảnh này. Đấy. Kéo xuống này. Đấy. Thì nó vẫn liên kết với nhau. Khá là hay. Mình đã làm cơ bản xong cái trang số 2, chẳng discover rồi. Bây giờ mình còn một cái thanh ở bên dưới này nữa. Đây, cái thanh ở bên dưới này, about contact này, Twitter, Facebook này. Để mình làm luôn nhá. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái hình chữ nhật này. Kích thước chiều dài là 1920 là bằng bằng cái khung của cái này luôn. Chiều cao của nó thì là 108. Ok rồi. Màu của nó thì nó sẽ giống màu của cái này nhé. Mình sẽ lấy màu của cái này cho nó.
Tiếp theo là chữ cái chữ của mình ở đây thì ở đây thì mình đã copy thêm một cái chữ nó ra ngoài nhưng mà nó vẫn nằm trong cái group của cái chart này. Bây giờ mình sẽ cho nó ra nhé, cho nó ra ngoài này, ở bên trên này. Đấy. Đấy, ok rồi, cái này nó sẽ là about này. About cho vào đây này, cỡ chữ là hai 24 này, và cỡ chữ đậm nhé. About này, contact này. Twitter, xóa chữ Twitter đi nhé. Đây mình sẽ edit chữ này đi này. Twitter này và Facebook này. Chữ Twitter và chữ Facebook này thì nó có hai cái logo. Này mình sẽ cho nó ra bên ngoài này một chút. Facebook và Twitter. Đầu tiên là cái Twitter này. Và cái Facebook này mình sẽ kéo nó đây. Group ra nhé. Group này. Nếu mà để đây nó cũng hiện này, hiện cái logo Twitter lên đây này. Hoặc là mình có thể đổi cái tên này đi để cho nó dễ nhìn, nó dễ nhận dạng, rename nó đi là thành cái này là Facebook này, logo này. Rồi cái này là Twitter này. Rồi mình sẽ cho thằng này lên trước, thằng này, cái Facebook mình sẽ cho vào đây.
với cả phải nhảy xóa đi thôi. Mình sẽ mua cái đám này đi này, mua ra góc này. Rồi ok, là chúng ta đã xong một cái trang số 2. Trang số 2 này nó còn một cái chữ giống như trang số 1 này, thì mình sẽ copy vào cái trang này. Sao đây, rồi này, và cái logo, logo group 2, logo group 2 này, rồi này. Sao quay discover nữa. Cả cái này để mình sẽ cho sang trang 2 nhé, trang Discover này nhé. Hay mình group nó lại đi cho dễ quản lý này. Group này. Move nó sang trang Discover này. Sau đây các bạn nhé, vậy đấy mình lại mua đi, ấy mình copy sang copy mình thử xem cái khoảng cách của cái vị trí nhé, xem cái vị trí của cái group 7 này ở cái trang chủ ấy, là nó ở tọa độ là x là 161 và y là 15 nhé. Mình sang 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 discover thì mình cũng phải có kích thước thế, khi mà mình chuyển trang sang này sang nó lại lệch đấy. Đây, 161 và 15. Cái này mình sẽ chuyển thành này. 161 này, 15 này. Rồi, ok. Cái này mình cũng đóng lại thành một group này. Tiếp theo mình tạo cái trang cuối cùng. Đó là trang join này. Join này thì nó cũng có một cái thanh trên và một cái thanh dưới, giống như là cái trang discover. Đấy. Và cái nội dung ở giữa nó như này thôi. À, nó lại có hai cái vòng tròn này, thì giống cái trang chủ. Đúng rồi, nó cũng có hai cái vòng tròn giống cái trang chủ này, nó to hơn. Thì mình sẽ copy của cái trang chủ này xuống. Mình lấy cả cái trang chủ này, copy. Copy phức tạp quá nhỉ. Mình chọn luôn này.
giữ phím an và cóp nó xuống thôi. Rồi mình sẽ đặt tên cái này là cái roi. Ở đó mình xóa những cái nội dung không cần thiết đi thôi. Cái này thì nó vẫn để nguyên nhé, cái này vẫn giống cái trên nhé. Rồi, ok. Sau đó nó có một cái thanh ở bên dưới đây, group 8 của Edit Driver này, mình copy nó xuống này. Rồi, ok. Rồi, cái nội dung chính của cái thằng này nó là fan này và cái bảng đăng ký. Đăng ký tài khoản. Đầu tiên là cái chữ join the fan. Kích thước của nó sẽ là 72 nhé. Bold. Màu của nó sẽ là màu trắng. Và cái chữ fun của nó sẽ là màu tím. Chữ fun này nó sẽ có kích thước lớn hơn, nó là 96. Và màu của nó sẽ là màu này nhé, màu này này, BA3A81 này. Tiếp theo đó là cái ô đăng ký này, hình một hình chữ nhật này, ba cái hình để nhập liệu này. Là mình vẽ một hình chữ nhật, kích thước là 800 x 700. Nó có cái màu màu này giống cái màu thanh ở bên dưới này nhé, và là bo góc là 20. Ok, tiếp theo đó là cái chữ name này, email và password này. Name này. Kích thước là 24 nhé. Theo là một cái ô nhập liệu, là một hình chữ nhật có kích thước là 580 nhân với 60, không đổ màu nhé. Cái này nó chỉ có cái đường viền đấy, đường viền thì mình vào cái stroke này cộng thêm này, mình đổ màu cho cái đường viền này, màu của nó là
1762A7 này. Và cái phim này mình xóa đi nhé, xóa đi, ấn vào dấu trừ này. Đấy, thì lúc đấy là của mình là sẽ chỉ còn cái khung này thôi. Cái này thì mình sẽ cho bo góc là 10 này. Nên sẽ cho vào sát thẳng mép của cái này. Rồi ok. Rồi mình sẽ chọn hai thằng này. Muốn chọn hai đối tượng thì các bạn ấn phím Shift và chọn hai thằng này, sau đó phím Alt để copy nó xuống. Copy tiếp xuống. Email và password. Căn chữ phải ra thẳng nhé. Tiếp theo đó là cái nút đăng ký, thì nó sẽ giống với nút join now này. Mình sẽ copy cái nút join now này xuống. Kéo nó to ra. Ok. Khi mà các bạn muốn căn các cái khi các bạn mình đang nói khi bạn muốn căn căn cho nó giãn đều nhá, thì có chỉ chọn vào mục này này. Đây. Tí đi up này. Đấy. Nó sẽ cân đều nhau. Rồi. Như vậy là cơ bản là mình đã làm xong cái trang web này. Ở đây thì nó có hai cái hình này, có vẻ nó to hơn của mình một chút, các bạn có thể cho to ra, ví dụ như cái này to. To kiểu như thế, chùm là chữ sao này. Xuống một tí này. Cái roi này thì nó cũng to, hình này nó cũng to này. Kiểu kiểu thế. Tiếp theo là mình sẽ làm cái hiệu ứng, và khi mình ấn vào cái trang Discover này, nó sẽ nhảy sang trang này, và ấn vào roi nó sẽ nhảy sang trang này nhé. Thì mình vào cái mục prototype này. Đấy. Vào đâu nhỉ? Prototype này. Ở trên mình chọn vào cái discover nó sẽ nhảy sang trang này nhé.
mình sẽ chọn là đơ đấy nhỉ. Đó, trang chủ mà. À, ấn vào dấu cộng này. Mình sẽ chọn vào cái click này. Click này. Chọn vào chữ discover nhé. Chọn dấu cộng này, chọn click này. Khi mà click thì nó sẽ chuyển sang cái trang, chuyển sang trang discover này. Đây nó có mũi tên này, chị này. Ấn vào cái nút discover nó sẽ nhảy sang discover này. Tương tự là khi ấn vào chữ join này. Ấn chữ join thêm dấu cộng nhé. Chọn click nhé. Sau đó chọn đến trang join. Đó. Sẽ trang join. Tương tự thế. Rồi, bây giờ mình sẽ, bởi vì cái này mình sẽ tạo liên kết thì mình xóa hai thằng dưới đi nhé. Xóa hai thằng dưới này đi. Mình sẽ chọn thằng thằng này. Copy xuống này. Cái này kích thước của nó sẽ giống thằng trên nhé. Đây, vị trí của nó là 161/15. Một sáu một mười năm này, copy xuống tiếp thằng này, 161/15 này. Đó, khi mình copy thế thì nó sẽ copy luôn cả mấy cái thuộc tính này, đỡ phải đặt lại. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cái mục play này. Ấn cái nút play chữ position này thì mình sẽ xem được các hiệu ứng của nó. Của mình cũ nên nó chạy hơi chậm một chút. Đây, ra cái trang của mình đây. Thì mình ấn vào cái nút discover nhá. Đấy, nó sẽ nhảy sang discover này. Ấn nó join này, nó sẽ nhảy sang cái join này. Đấy. Đây là cái hiệu ứng của mình, là mình không 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 chọn hiệu ứng này, mình sẽ vào cái chỗ này để chọn hiệu ứng nhé. Đây là đầu tiên là cái chữ join này. Đây. Animation này. Đấy, ví dụ có thể là đây nó có minh họa, là minh họa các cái hiệu ứng này, trái sang phải, trên xuống dưới này. Đấy, ví dụ từ trái sang phải này. Trên dưới này, ví dụ từ dưới lên trên thì mình chọn từ dưới lên trên này. Rồi nhá, cái discover này. Thì mình sẽ chọn cái hiệu ứng là sign in.
từ trái sang phải nhé. Ôi, sang bên này này. Cái này chắc phải reset lại. Đấy, discover enjoy này. Hai thằng này cái hiệu ứng lại nó lại ở vừa đấy, chọn hiệu ứng chọn cho mỗi cái trang chủ thôi. Đây là hiệu ứng cái trang chủ nó nhảy đi này, các bạn xem nhé. Đấy. Còn đâu nếu mà muốn tạo hiệu ứng tiếp cho cái hai cái thằng dưới này, thì chọn tiếp. Mình sắp xếp lại nhé. Sao lại có hai trang chủ nhỉ? Trang chủ này không dùng đúng không? Trang chủ này mình xóa đi nào. Ok, giờ trang chủ lên trên này, theo thứ tự trang chủ discover và join này, discover join này. Cái này thì mình chưa chọn hiệu ứng cho nó. Nếu mà các bạn mà chọn từ lúc đầu chọn hiệu ứng cho cái thằng trên cùng ấy, theo copy xuống thì nó có cả hiệu ứng luôn. Size out đi. Đây mình ví dụ vậy thôi. Discover này. Discover nó đang ở discover rồi, nó sẽ không nhảy đi đâu cả. Rồi nhá. Hiệu ứng ấy. Có hiệu ứng mà. Sao này. Rồi, đây có cái thời gian của nó này. Thời gian gọi hiệu ứng này. Đấy, 300 mili giây này. Ví dụ mình muốn nó chuyển động chậm hơn thì tăng cái số lên, chuyển động nhanh hơn thì giảm đi. Ví dụ 100 chẳng hạn. Discover này. Rồi này, đấy, rồi nhảy rất nhanh nhé. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần 2 và phần 3 của cái video về tự học thiết kế một trang web với phần mềm Figma. Thì cái kênh của mình là một cái kênh khá là tổng hợp, có những kiến thức gì mình học được trong quá trình mình học được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì một lần chia sẻ cũng là một lần mình tự học, tự ôn lại kiến thức. Vì chuỗi video tiếp theo thì mình đang ấp ủ là mình sẽ làm một loạt cái video về về cái kinh nghiệm xây nhà. Kinh nghiệm xây nhà. Tại vì năm năm vừa rồi mình có xây một ngôi nhà cho bản thân. Thì trong quá trình xây mình cũng gặp rất nhiều những cái vướng mắc, rất mất thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu. Thì mình cũng mong muốn là cái kinh nghiệm đấy góp phần nào đấy cho các bạn có ý định chuẩn bị làm nhà, hoặc là muốn tìm hiểu việc làm nhà, có thể tham khảo một cái kinh nghiệm của mình đã trải qua. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.